Thầy cô vẫy tay chào tạm biệt, dõi theo các em sớm sớm chiều chiều, vẫn âm thầm lo lắng. Thầy cô yêu quý, chúng em biết thử thách ở phía trước còn nhiều, nhưng chúng em sẽ tự tin vững bước. 20 năm chúng em trở lại thăng trường, thời gian dần xóa dấu vết năm xưa, nhưng không thể xóa đi ký ức. Kia ghế đá hàng cây vẫn còn đó, thầy cô tóc đã điểm bạc với nụ cười hiền hậu chào đón em ngày trở lại. Trở lại mái trường xưa, sau bao ngày xa cách, thăm thầy cô, thăm chúng bạn của tôi.